Trong câu chuyện ngày hôm nay, tôi muốn đưa các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tham quan cơ sở điêu khắc gỗ tại Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai, và đặc biệt là thăm qua cái sự sáng tạo cũng như là bàn tay khéo léo của người thợ, những cái rễ cây, những khúc gỗ tưởng chừng như vô hồn đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật hết sức độc đáo và lạ mắt. Và trong câu chuyện này, tôi xin giới thiệu đến mọi người những cái tác phẩm thuộc dạng hàng khủng. Nếu như những tác phẩm này được trưng bày ở trong mẫu sân vườn hay những quán cà phê, những nơi có không gian rộng lớn, sẽ là một điều hết sức tuyệt vời đối với gia chủ. Đó chính là những một cặp cong được làm từ gỗ lũa bằng lăng với kích thước là rộng hơn 4m và chiều cao hơn 2m4, và một thuyền rồng chở ba vị phúc lộc thọ. Và đặc biệt là trong câu chuyện này, tôi muốn đề cập đến một cái gốc cây thuộc dạng khủng và với tuổi đời hàng trăm năm, và cái thân nó đã xù xì giống như là một cái khối đá mà thiên nhiên đã điêu khắc và tạo thành. Đó chính là một cây nhãn khổng lồ đã có mặt tại cái cơ sở điêu khắc của anh Tuấn tại Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai. Và điều đặc biệt là cây nhãn này với cái kích thước khủng khoảng là từ 2 đến 3 người ôm, và cái tuổi đời ước tính là vài trăm năm trở lên. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái gốc tích của cây nhãn này, cũng như chiêm ngưỡng cái vẻ cổ kính của cái tác phẩm nghệ thuật về gỗ ở đây. Luôn là cái những cái sản phẩm gỗ lũa mỹ nghệ họ ghép nối với nhau thành một cái con cong rất là đẹp. Thì đây là một cái môn nghệ thuật lợi dụng vào cái gỗ nung á, của những cái cây thân gỗ, và họ chắp nối lại với nhau. Thì bàn tay của người nghệ nhân Việt Nam mình cũng rất là điêu luyện và có rất là nhiều cái ý tưởng và nhiều sáng tạo. Chỉ thêm vài cái đường nét thôi là chúng ta đã có thêm một cái sản phẩm rất là đẹp. Thì bây giờ ở đây là một cặp cong nó cũng dạng khổng lồ ha. Cái bộ cái con cong này là cái kích thước nó chiều rộng là bao nhiêu vậy anh? À, đây là chiều rộng 4m5, cao 2m4, nó một cặp luôn. Vậy là gỗ là làm bằng gỗ gì anh? À, gỗ nu bằng lăng phải không? À, thô lan. Rồi để em đăng lên cho mọi người xem. Là cái kích thước của hai con này nó như nhau luôn đúng không? Ồ. Ừ, quá đẹp. Cái này mà nhà nào có sân vườn rộng ha, hoặc là cái quán cà phê là tuyệt vời anh ha. Ngoài tác phẩm hai con cong này á, thì cũng có nhiều cái tác phẩm, đây là tác phẩm minh đạo công giáo này. Để mình bây giờ tôi sẽ cận cảnh lại cho những cái đường nét ha, để cho các bạn thấy nè. Đây là những cái nu gỗ bằng lăng, cái nu tự nhiên. Cái nu tự nhiên này nó sẽ tạo thành cái màu á, giống như là cái mồng gà ha, cái màu của con cong ha. Cái quan trọng là cái sự có hồn trong cái quá trình mà điêu khắc như thế này. Chỉ chạm trổ thêm một vài đường nét thôi là đã có một cái tác phẩm rồi. Là cái bộ này là mình để bộ phúc lộc thọ lên ở giữa anh hả?
Là bộ Phúc Lộc Thọ đứng ở giữa đây anh hả? À, cái kích thước cái khổ này chiều dài bao nhiêu anh? À, dài hơn 5 mét. Cái chiều cao này cũng cỡ 2m4. Hả? À, đây là một cây nhãn rừng. Cây nhãn anh hả? Ừ, cây nhãn. Cây nhãn mà nó lên cái thân gỗ mà nó xù xì vậy là nó tuổi đời là cũng khiếp lắm à. Cây này nó nguồn gốc ở đâu anh? À, cây này gốc Phan Rang. Có nghĩa là người ta trước đây là ta chơi cây này, cây bonsai, cây kiển. Trời ơi. Vậy mà em tưởng là cây sa cừ. Em đi qua đi lại em nghĩ là cây sa cừ nó bị. Nói chung là từng cái hốc lũa nó vậy là nó cũng lâu đời lắm anh ha. Khiếp vậy hả? Coi những hốc cạnh. Ồ, hồi nào giờ em mới thấy mà có gốc nhãn vậy luôn á. Cái này khoảng 2-3 vòng tay rồi anh hả? Này khoảng 2 vòng tay người ha. Ồ. Trời ơi, gốc này. À, cái sản phẩm này anh tính là cho lên nó là mô hình cây đào ha. Giống cây đầu tiên ha. Trời ơi, cây này nếu mà tính ra cái tuổi làm sao tính được nó ta. Nó giống như muốn quá đá luôn ha. Ngoài tác phẩm hai con công này cũng có một thêm một vài cái tác phẩm khác nữa ha. Thì ở đây tôi sẽ để số điện thoại của cái anh chủ ở đây. Thì nếu như mọi người mà có xem video này có thích nhu cầu hoặc là có muốn giới thiệu cho ai đó thì liên hệ qua số điện thoại mà tôi sẽ để dưới phần mô tả của cái video này nha mọi người. Rất là sắc sảo ha, rồng phụng. Sau khi mà tôi tham quan được đôi chim công khổng lồ bằng gỗ nu bằng lăng và đặc biệt là chiêm ngưỡng được những đường nét thời gian nó in hằn trên một cây nhãn khổng lồ. Cây nhãn hết sức đặc biệt này đã được anh Tuấn thu mua từ một người chơi bonsai và giờ đây cây nhãn chỉ còn là mẫu gốc cây, thế nhưng gốc cây này tiếp tục sẽ được anh thổi hồn vào và nó lại tỏa sáng và nó tiếp tục làm đẹp cho đời, cho những cái không gian sống trở nên ý nghĩa hơn nữa. Và cây nhãn này nó sẽ tiếp tục lưu lại trong một khoảng thời gian rất dài trong tương lai, bởi vì cái sự cổ kính, sự khổng lồ của nó sẽ choáng ngợp trước tất cả những tác phẩm nghệ thuật khác. Và bây giờ tôi cũng xin phép tạm dừng cái video này và xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và share video, đặc biệt là những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật điêu khắc gỗ và có ý định nếu như muốn sở hữu những cái tác phẩm từ điêu khắc gỗ của anh Tuấn thì hãy nhanh chóng liên hệ thông qua số điện thoại mà tôi đã để dưới phần mô tả. Các bạn sẽ trao đổi trực tiếp với người nghệ nhân này. Và bây giờ tôi xin tạm dừng video và xin hẹn gặp lại.